nha, nhiều lúc á mình nghĩ mình cũng khá là buồn các bạn ạ. À, nếu như mà đến cái ngày Noel á, ngày Giáng sinh á, thì đáng lẽ ra nha, thì tất cả các NPC á thì họ cũng sẽ có một cái bộ đồ Noel để họ mặc vào nha mọi người, thì nó mới có cái không khí của Noel và Giáng sinh á. Nhưng mà mình để ý cứ năm nào cũng vậy hết. Ờ, ngoại trừ các cái khu này á, nó sẽ được thay đổi nè, tuyết rơi nè, rồi sẽ thêm các ông già Noel vào thôi. Còn mình thấy các NPC ví dụ như là NPC Ruder này hoặc là chú cháu bán bông này các bạn, thì những cái NPC này họ không có đồ Noel để họ mặc nha mọi người ha. Thì tự nhiên mình đi ngang qua xong mình thấy mình tự nhiên mình mặc đồ Noel, xong cái mình nhìn họ không có đồ Noel đó, mình thấy mình cũng khá là buồn các bạn, nhưng mà mình cũng không biết giúp họ kiểu gì nữa. Ok, như vậy thì bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ là mình sẽ đi tìm một cái vị trí, đó chính là cái nơi đó, Kelly các bạn, Kelly. Thì tại đây á sẽ có một ít không khí của Noel, một ít không khí của Giáng sinh, và mình á xin thông báo với các bạn luôn là mình đã cán móc hơn 100 hộp rồi các bạn ạ. Từ lúc mình làm video, mình quay clip mở hộp tới giờ thì nói chung cũng phải hơn 100 hộp mỏ neo rồi. Và cũng chưa ra được một cái cần câu mỏ neo nào luôn. Vì thế nên là ngày hôm nay á, mình quyết định sẽ quay trở lại cái hộp mỏ neo và mình sẽ mở 10 hộp luôn nha các bạn. Có thể là mình sẽ mở 20 hộp luôn cũng nữa. Nhưng mà nếu như mà cái ạc mà nó ra được cái cần câu mỏ neo á, thì mình sẽ cho các bạn cái ạc đó luôn. Và bây giờ các bạn chỉ có một cách là các bạn cùng nhau cầu nguyện cho mình ra được cái cần câu mỏ neo đi các bạn ơi. Bởi vì đây là một cái cần câu nó hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Ui xời, mình với lại anh cảnh sát này á, thì theo như các bạn á, là ai mới là người là đẹp trai nhất trong cái khu Plaza này các bạn. Hồi sáng giờ mình với ổng mà xém bánh lộn đó mọi người. Tại vì á, là chỉ vì cái vụ á là ai đẹp trai hơn ai thôi. Nhưng mà thật ra là mình nhìn kỹ rồi mình thấy là chắc là mình xấu hơn ổng vậy, hay ông này chắc là thôi mình đi để ông bắt mình. Mọi người, hôm bữa ông bắt, ông nhốt mình một bữa rồi là mình sợ rồi. Ok, thì trước khi mà mình mở 10 hộp á, thì mình muốn làm một cái này để mà nó tăng cái nhân phẩm của cái ạc này lên. Đó là tôi sẽ tái chế cái ba lô này các bạn ơi. Mình có nên tái chế cái ba lô này không mọi người? Nếu như mình tái chế cái ba lô này, lỡ như mà cái ạc này nó ra được cái cần câu mỏ neo, thì những bạn mới chơi á, các bạn lấy cái ạc này mình cho các bạn mà, thì các bạn sẽ không có cái ba lô này. Như vậy thì các bạn sẽ khá rất là buồn, các bạn sẽ tức và các bạn sẽ... Mình đố các bạn tìm được cái con chim này ở trong Plaza. Bạn nào mà chơi game đến bây giờ, nếu như bạn nào mà vẫn còn gặp con chim này, mình hứa luôn mình sẽ tặng cho bạn đó một hộp quà. Bảo đảm luôn, không có bạn nào sẽ gặp lại cái con chim này nữa đâu. Bởi vì là mỗi ạc chỉ gặp được một lần duy nhất thôi nha các bạn ha. Mỗi ạc chỉ gặp đúng một lần duy nhất thôi. Nếu như các bạn đã nhận kim cương từ cái con chim này rồi, thì các bạn sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Và các bạn coi, đây chính là cái hình dáng của cái con chim đó nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Thì cái con này nhìn nó cũng khá là dễ thương và cute thôi. Sẵn tiện mình đứng chung với nó, mình nghĩ chắc là nó hơn các bạn ạ. Tại vì nó là cái nhân vật là ít khi xuất hiện ở trong game. Bởi vì thế nên, ta-da, 10 hộp bắt đầu các bạn ơi. Mình sẽ lặp lại cái... Ôi, mình có thêm cả vé carbon free nữa hả? Ơ thế cũng được nhờ, đây mình phải mở vé đầu tiên luôn. Rồi, ngon các bạn ơi. Rồi, các bạn cùng nhau truyền năng lượng cho mình nhé. Hy vọng là mình nghĩ là các bạn thi xong rồi, các bạn sẽ hơn mình. Và các bạn ơi, 3, 2 nè, 1 nè. Mình nhắm mắt nha. Mình nghe cái tiếng là chiêu, là cái tiếng. Trời ơi, cái đầu dép các bạn ơi. Tôi nghe cái tiếng là tiếng đồ tím rồi. Mà nó ra cái đầu dép tê lắm. Dép mà còn dép sổ ngon nữa. Trời ơi, mang biết bao nhiêu đô rồi, nó rách tới nơi rồi. Ok, chim ơi. Chim, chắc tao thịt mày quá chim ơi. Chắc tao thịt mày quá. Mọi người coi nha, cái con chim này á, thì nó sẽ cho mình kim cương, nhưng mà mình không lấy đâu. Đây, dầm ba cái con chim này. Đây, bây giờ nó còn nhìn mình nữa kìa. Trời ơi, tí nữa mà tao mở cái hộp này mà không ra được cái cần mỏ neo ha, tao hứa luôn, tao bắt mày, tao sẽ nướng mày lên. Rồi bây giờ nha mọi người, thì mình sẽ mở 10 hộp nè. Đây, bấm vô đây. Rồi, 10 hộp. Wow, 10 hộp các bạn ơi, 10 hộp cần câu mỏ neo. Đây vẫn là cái cần câu mà thật sự là có rất là nhiều bạn săn. Hộp đầu tiên. Cái gì vậy? Rồi, mình hiểu luôn. Mình biết chắc chắn luôn, cái món tiếp theo sẽ là cái cờ dây vỏ sò. Mình bảo đảm luôn các bạn coi nè. 3, 2, 1. Ta-da, đó mọi người thấy không? Mình mở nhiều lắm rồi, kinh nghiệm 100 hộp thì mình biết chắc chắn luôn những cái món đồ đầu tiên mà nó ra như thế này á, thì có thể cái món thứ ba nó cũng sẽ là cờ dây vỏ sò luôn. Kiểu như game sắp đặt rồi các bạn ạ. Đây các bạn coi nha. Đôi dép thì nó cũng cùi như vậy thôi. Đấy, nó cũng cùi như vậy thôi. Bây giờ mình cùng cầu nguyện các bạn, mình cùng đợi nha. Thôi các bạn đợi mình 50 giây để mình tắt máy, mình đi ăn sáng xong rồi mình quay về mình mở tiếp nha.
Ơi, và mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ mình ộp mình treo máy á, thì bây giờ nó vẫn còn 7 hộp luôn, các bạn có tin không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp tiếp theo nha. Chắc chắn luôn, thì mình nghĩ là sau khi khoảng thời gian mình ộp lâu như vậy á, thì nó sẽ tặng cho mình một cái món đồ nó vẫn dép các bạn ạ, vẫn dép luôn. Trời ơi, hộp thứ 5 vẫn dép luôn, trời ơi. Hộp thứ 5 nó vẫn dép mọi người ơi, hộp thứ 6. Wow, hay quá rồi các bạn ơi, hay quá ra được cái lồng chim này. Hay quá luôn đây. Rồi hộp thứ 7 vẫn lồng luôn. Cái gì? Ôi. Ui. Không tin vào mắt mình luôn. Ui. Quái cái chuẩn các bạn hả? 10 hộp. 10 hộp. Ok. Mình mở 10 hộp mà nó ra thế này nè. Trời ơi. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, 10 hộp các bạn ơi, mình không tin luôn, mình không tin. Đây là mình mở mọi người. Tại sao như vậy các bạn? Tại sao mình mở 10 hộp mà nó ra đúng một món đồ tím mà lại là cái lều ốc sà cừ nữa? Như vậy thì cái này nó đi đâu? Cái này nó đi đâu rồi? Cái này nữa. Nó đi đâu rồi các bạn? Thôi chắc là mình không mở hộp đó nữa mọi người à. Bây giờ nói chung á là nó cũng cán mốc là hơn 100 hộp rồi. Cứ lâu lâu mình mở mười mấy hai chục hộp như thế này mà không bao giờ nó ra hết thì thôi bây giờ thì mình sẽ quay trở về. Bây giờ các bạn chọn đi. Mình cho phép các bạn chọn một trong những cái hộp nào mà các bạn muốn mình mở thì mình sẽ mở tiếp chục hộp nữa. Có khi nào mình mở hai cái ba lô này thì nó lại ra ba lô không các bạn nhờ? Các bạn muốn mình mở ba lô không? Hay là mình sẽ mở cái hộp cần câu mới ta? Cái cần câu này á thì nó cũng không có ngon đâu nha mọi người. Thật sự là cần câu này cũng không có ngon đâu, cũng khá là bình thường à. Cần câu này rất chi là bình thường luôn. Thôi thì mình sẽ mở lấy cái hộp mỏ neo nha mọi người. Thôi đừng mỏ neo nữa, lấy cái hộp chiến binh. Rồi bây giờ chiến binh nha mọi người. Chiến binh, 10 hộp chiến binh lấy cái mới. Hay là 10 hộp này ta? Khoan từ từ, mình đang phân vân các bạn, không biết là nên chọn ba lô nào. Mèo vũ trụ và cái này, chọn cái nào các bạn ơi? Các bạn giúp mình chọn với một trong hai cái này nè mọi người. Thôi thì mình sẽ chọn cái này nha, mình chọn 10 hộp nha. Cái gì mới thì nó ngon hơn đúng không mọi người? Rồi 10 hộp nữa. Vô. Get go mọi người, get go. Hy vọng mình lần này á thì sẽ giúp cho mình ra được cái gì đó ngon ngon nha. Rồi bây giờ các bạn giúp mình đi. Mình biết chắc chắn là các bạn không giúp mình nè. 3, 2, 1, các bạn bấm nút like đi cho nó nhiều like thì nó sẽ ra được đồ hiếm. Xong chưa? Rồi hộp đầu tiên. Wow. An ủi các bạn ơi, an ủi ra được cái vách ngăn mọi người ạ. Trời ơi, hộp thứ hai. Trời ơi, rồi chắc chắn luôn hộp thứ ba sẽ ra vách ngăn nè, bảo đảm luôn. Ồ, không phải các bạn hên. Nhưng mà cái món này thì nó cũng rồi nhà mình nhiều lắm rồi, thiệt sự là nhà mình không biết bao nhiêu cái máy này rồi. Hộp thứ tư. Wow. Lại là cái máy tính công nghệ cao. Nó ước gì cái máy này nó là cái xe các bạn nhờ. Ước gì cái máy này nó là cái xe. Ra được cái tay đấm các bạn ơi, cũng được. Ra được cái này nha, cái này cũng khá là ngon. Rồi món tiếp theo nữa. Wow. Thôi còn 4 hộp cuối cùng thì chắc bây giờ là mình sẽ Mình mở luôn. Mình có một việc cần phải làm, đó là mình sẽ bắt cái con chim mọi người ạ. Mình sẽ vặt luôn cái con chim này mới được. Thề luôn các bạn, nó không ra được một cái món đồ hay là trang phục luôn. Trời ơi, thề hôm nay mở đúng xui luôn. Mở đúng xui luôn các bạn ạ. Mở thề đúng xui luôn, không thể diễn tả được luôn. Không hiểu sao cái mình đụng vô cái ạc nào là cái ạc đó nó xui từ đầu tới đít luôn mọi người. Xui chịu không nổi luôn. Rồi, tắm sạch sẽ rồi đó. Bây giờ mà còn xui nữa thì mình không biết diễn tả như thế nào luôn. Ok, bây giờ tiếp tục còn 3 hộp nữa thì mình sẽ mở 3 cái hộp này luôn. Rồi, đây là hộp đầu tiên. Ba lô mèo an ủi nào. Được cái giải an ủi cũng ngon nè. Trời ơi, đúng luôn, nó ra cái đúng cái ba lô mọi người. Cái ba lô ghế đẩu. Ok, rồi hộp thứ hai. Wow, các bạn ơi, hãy làm cái gì đó đi mọi người ơi, chứ đừng như thế này nữa. Ta da, trời ơi. Rồi hộp cuối cùng. Đâu hết rồi chứ, hết rồi các bạn ơi. Hết rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, đây bây giờ mình coi cái thư của mình nó còn cái gì trong này không. Thôi xong rồi mọi người ơi, còn dư tới nửa triệu tiền sao này. Mai mốt nha, nếu như ấy mà có một cái hộp nào á mà nó bằng tiền sao á mọi người, ví dụ như là 50.000 tiền sao hay là 20.000 tiền sao mở một lượt á, thì lúc đó chắc là mình giàu các bạn. Mình sẽ làm video mình mở rất là nhiều hộp luôn á, bởi vì tiền sao mình có nhiều lắm các bạn, nhiều lắm luôn. Wow, cái gì vậy các bạn? Mọi người ơi,
mọi người nói cho anh biết đi mọi người, hồi nãy giờ là mình đang mơ đúng không, chứ thật ra là mình không có quay cái clip mình mở cái gì hết đúng không mọi người, chứ làm sao mà mình mở gì mà xui dữ vậy, chắc là mình mơ rồi bảo đảm luôn. Không phải đâu, cái clip này các bạn xem là mình bị ra đó mọi người, chứ không phải mình mở đâu, không phải mình đó mọi người, không phải Thịnh Diêu Ca mở mà xui đến mức độ như vậy đâu. Chắc là mình ngủ hồi nãy giờ xong rồi mình mơ á, xong rồi tự dưng nó lại có cái clip đó luôn á. À mọi người ơi coi nè, mọi người thấy cái gì không, mọi người thấy mình đang cầm cái gì không? Đấy trời ơi, mình cho các bạn coi nè. Đó thì hôm qua mấy bạn sửa ban bảo là bán lại cái cung này đi, thì cái cây cung này nó cũng giống cái cung của mình nha mọi người. Đây là cái set đồ gói cung sĩ yêu tinh, đây là set đồ cũ nha, thì hôm nay mình thấy nó mới vừa bán lại nè, thì mình cũng có một cây luôn. Nhưng mà cái cây của mình thì nó bán nó khác nha mọi người, tuy là nó hơi giống màu quá nhưng mà nó là cái gói khác nha. Đây để mình coi thử là cái cây của mình thì nó tên là cây gì ta. À, nó là gói cung của cung thủ nha. Cái cây của mình đó là cái nền màu tím nha các bạn ha. Nói chung thì mấy cây cung á bắn ra thì nó cũng na ná giống nhau thôi các bạn, nó cũng không có gì khác đâu. Đấy rồi ok. À đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ phát giải cho các bạn và những bạn còn lại á, nhớ tham gia cái mini game ngày hôm nay của mình để mà có cơ hội nhận được thỏi vàng của mình nha. Gần 400 bạn tham gia để mà nhận được cái mini game gói đồ, thì trong đó sẽ có một bạn may mắn nhất và trúng giải của mình. Em thích gói nữ ạ. Bạn này tên là Ruby Pew hả? Rồi ok, Ruby Pew đúng không? Đây để mình sao chép cái ID game của bạn này nha. Đây rồi, tên của bạn này là Ruby Pew nha mọi người ha. Rồi gói chủ đề. Và cái gói đồ nữ hả? Cái gói đồ nữ nó ở đâu vậy em, nhờ sao mà anh nhìn ngoài nó không thấy ta? Ồ thôi xong rồi các bạn ơi. À đây nè, cái gói đồ nữ đây nha mọi người ha. Gói cô nàng quý phái. Rồi gói cô nàng quý phái đây đúng không? Đây để mình thanh toán quét mã cho bạn này luôn. Như vậy là xong nha. Rồi nhé, mình mới vừa thanh toán xong để mình kiểm tra kết quả giao dịch như thế nào cái đã. Đang kiểm tra nha. Ờ ok, bạn Quỳnh Hương, bạn Ruby Bill á, em có xem được cái clip này của anh á. Khi nhận giải xong á thì nhớ comment xuống nha cho mọi người biết nha. Tại vì mỗi lần, ôi trời, ai vào nhà của tôi mà bật cái con khủng long lên vậy trời. Thì mỗi lần mình phát giải xong á là mình sẽ quay video lên. Và bạn nào mà trúng giải thì các bạn nhớ comment xuống cho mọi người biết nha. Tại vì có một số bạn á thì tham gia mini game của mình á nhưng mà trước giờ không bao giờ trúng á mọi người. Rồi các bạn đó hay hỏi là anh Thịnh phát nhưng mà anh Thịnh có quay video không. Thì có chứ, bạn nào xem mình lâu thì các bạn sẽ biết nha. Phát mini game thì phải quay clip chứ mọi người, quay lên thì mấy bạn trúng giải mới biết được. Rồi ok, như vậy là mình đã phát mini game cho các bạn xong rồi nha. Rồi bây giờ tiếp tục. Chắc là hồi nãy giờ mình mơ mọi người à, cho nên là mình nghĩ là chắc là không thể nào mà xui như vậy được mọi người à. Bởi vì thế là hôm nay là mình quyết định là mình sẽ mở thêm nha mọi người ha. Rồi để mình trồng lại mấy cái cây này cái đã. 1.600 kim cương đúng không? Đây có luôn. Rồi cửa hàng này, hộp nè. Đâu để mình coi thử, để mình lụm trước cái hộp thuyền nè mọi người ha. Ước về có thuyền thứ ba, mình chỉ ước gì mình có thêm một cái thuyền rồng thứ ba nữa thôi để mình trang trí để coi cho nó đẹp á mọi người à. Chứ hai cái thì hoài là chắc không ra rồi, ra cái mũ rồi. Ok, được một cái mũ rồng nha. Rồi ngon rồi đó. Rồi kiểu này chắc là biết ngày mà không ra luôn. Rồi từ bữa tới giờ mình chưa ra được một cái áo của anh chàng sáu múi oppa nào hết mọi người. Mình chưa có một cái áo oppa nào luôn. Oppa, trời ơi, một cái áo sáu múi thôi. Một cái sáu múi thôi. Trời ơi. Chỉ cần ra được cái áo này. Ôi, hai kim cương cũng ngon các bạn ha, cũng ngon. Rồi, ước gì mình có cái áo này nhờ. Bạn nào mà ra rồi thì nhảo phía cho mình đi mọi người. Mình thích cosplay lắm luôn á. Nhưng mà nó không có cái áo này. Phải có cái áo này mới cosplay được nha mọi người. Rồi, bây giờ thì những bạn nào xem video của mình tới đây rồi thì nhớ bấm like và đăng ký kênh nha mọi người ha.